ơi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Pota Let's Go. Và vừa rồi thì Pota vừa đi từ thị trấn Trí Thạnh và vừa đi ra khỏi thị trấn Trí Thạnh chừng 1 km thôi. Thì ở ngay bên tay trái Pota nhìn thấy có một cái chiếc cầu các bạn ạ. Cái cây cầu gỗ này nó ở đằng kia kìa các bạn kìa. Đó, và cây cầu này nó bắc ngang qua một con sông. Ở vị trí này thì cũng rất gần biển nha các bạn, thì chỉ cách biển khoảng chừng chục 20 km thôi là đến biển rồi. Ở đây có mấy cái gọi là cái gì này, cái vó à. Đó, rất là to ở đây. Đó, và những chiếc xe máy này có lẽ là vừa đi qua cây cầu kia. Và bây giờ thì chúng ta đã đến với cầu gỗ Ôm Cọp. Chào chị. Chào anh. À, wow, một chiếc cầu gỗ nha, hoàn toàn bằng gỗ nha. Ai chà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiến vào trong đây ha. Chào anh. Anh đi qua cầu là mất tiền không anh? Người 4.000. 4.000 à? 1.000 à, 4.000 một người. Còn xe máy là bao nhiêu anh? Xe máy cũng 4.000, về lại 8.000, đi bộ quay lại 4.000. Đi bộ là đi và quay lại. Quay lượt là gì ạ? Là 4.000. À, tức là mỗi lượt là 2.000. À rồi, ok. Ok. Thế bây giờ mình đi vào cái nhờ. Anh cho em đi vào rồi sau đó đi bộ ra. Rồi trả tiền hay là trả tiền luôn? Xe cũng được. À, thế à? Ok thôi bây giờ em đã quay em đi vào luôn nhá. Rồi. Mà anh tên gì nhỉ? Anh Khoa. Anh xây cầu này đúng không? Đó. Chúng ta đang tiến vào cây cầu gỗ. Wow các bạn ạ. Ở đây mát cực kỳ luôn. Ô các bạn ơi, đứng từ xa thì thấy nó ngắn, nó bé. Nhưng mà đến đây nó to lắm nha. Các bạn hãy nhìn coi này. Nó to lắm này. To không? Đó. Trời ơi. Và các bạn ạ, và ta cũng đã nghe về, người ta nói về một cái cây cầu gỗ và dài nhất Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là cái cây cầu này mới là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam này các bạn. Thì không biết là cái cây cầu gỗ mà bà ta nghe và cái cây cầu gỗ Ôm Cọp này có phải là một hay không. Nhưng mà đây, trước mắt của bà ta đây, và các bạn vừa thấy đó, xe máy đi trên đây. Và cái cầu này chỉ dành cho xe máy thôi nha, và người đi bộ đi thôi. Và cái điều đầu tiên mà bà ta thấy rằng là đến đây là cực kỳ mát luôn. Vì ở đây này, quá mát luôn các bạn ạ. Mát cực kỳ luôn, gió mát ơi là mát luôn. Và điểm này á, đi dạo ở trên đây là tuyệt vời. Cơ mà không biết là mình đi dạo giữa trưa nắng này mình có phải thật ra là bọn ta đi dạo giữa trưa nắng này để mà review cho các bạn đấy nhá. Nhưng hãy dành ban sáng và ban chiều để đi dạo trên cây cầu này thì tuyệt cú mèo luôn các bạn ạ. Mà nói thật với các bạn rằng là ngay bây giờ đây đang là gần 12 giờ trưa thì đi ở trên đây bọn ta không thấy nóng, thấy mát cực kỳ luôn. Bây giờ bọn ta sẽ quay trở lại hỏi thông tin của anh Khoa một chút xíu về cây cầu gỗ này ha các bạn. Cây cầu gỗ này ấn tượng quá anh ơi. Ấn tượng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là cái cầu này nó dài bao nhiêu anh? 600 mét. 600 mét. Mà cái này là ai làm anh? Là nhà nước làm hay là mình làm? Mình làm. Tức là người dân tự làm luôn. Wow. Ô anh, bên này gọi là gì anh? Sông Cầu. Bên này là sông Cầu. Còn bên kia? Bên kia là Tuy An. Tuy An đang thấy ở đây là cái cầu gỗ này không phải là chỉ để mà làm du lịch đâu. Đây không phải là cái cầu gỗ để du lịch, nhưng mà đây là cái cầu gỗ mà các anh, em nghe nói là hình như là các anh là tự bỏ tiền để làm luôn. Trời ơi, thế làm một cái cầu gỗ đẹp thế này. Các bạn coi này, ở đây là có anh Khoa anh làm nè. Ủa anh ơi, có mình anh làm thôi à? Nhiều lắm. Ủa, từ anh chia sẻ giúp em với. 3-4 gia đình làm. Tức là bao nhiêu người làm cái cầu này anh? Khoảng 3-4 gia đình vậy. 3-4 gia đình là cùng nhau làm cái cầu gỗ này.
À, để mà giúp cho người dân đi qua lại dễ dàng đó. Và các bạn, như anh Khoa vừa chia sẻ với chúng ta các bạn, thì cái cây cầu gỗ này là các bạn này là do 3-4 gia đình làm, và nó nối giữa ở bên đây là thị trấn Sông Cầu và qua bên kia là Tuy An, xã Tuy An hay là xã Tuy An đây nhỉ? Xã Tuy An nha các bạn. Và chúng ta có thể đi từ quốc lộ 1 kia là quốc lộ 1. Thì nếu mà đi từ hướng bắc, từ bắc vào nam á, thì đi đến thị xã Sông Cầu. Hết một cái là chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái cây cầu gỗ rất là dễ nhận biết luôn. Và đang trước mặt của chúng ta đây, thì ở bên tay trái thì chúng ta, đó chính là cầu gỗ Ông Cọp. Đây là cái một chiếc cầu làm bằng gỗ hoàn toàn, do người dân tự góp tiền nhau để làm cái cầu này, để giúp cho bà con đi lại nó thuận tiện hơn đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến ra đây. Ô, nhưng mà các bạn nghĩ coi, cái cầu gỗ này mà nó làm trên sông như thế này á, thì không biết là nó chịu tải được bao lâu, và nó có bền không ha? Để hỏi tiếp đã rồi mới đi. Hỏi tiếp. Anh em hỏi thêm tí nữa đi. Thế là bây giờ cái cây cầu gỗ này anh này là được làm lâu chưa anh? Lâu rồi. Khoảng bao lâu đấy? 22 năm. 22 năm rồi. Trời ơi, thế là đây gỗ này là 22 năm. Mỗi năm lên lại một cầu mới nhá. Từ, cái gì? 22 năm. Nhưng mà mỗi năm lên là cầu mới. Ủa, lý do gì mà? Nước lũ cuốn rồi. Nước lũ cuốn cho hết luôn. Ôi trời ơi, các bạn có nghe thấy anh Khoa anh nói chưa? Hàng năm làm lại một cầu mới. Ôi trời. Wow các bạn ơi. Mỗi năm một lần thì anh Khoa và mọi người ở đây làm lại cái cầu gỗ này một lần. Các bạn có tin nổi không? Tin nổi không các bạn? Và ta nghe mà choáng ngợp luôn. Không phải choáng ngợp mà thấy choáng luôn. Một cái cầu gỗ như thế này mà mỗi năm phải làm lại một lần. Và 22 năm mà 22 lần à? Trời ơi là trời. Dã man quá. Như vậy thì các bạn thấy rằng là nếu mà nói là làm kinh tế thì làm cái này không ăn thua. Làm này chỉ có chết đói thôi các bạn. Nhưng mà chắc là anh Khoa cũng như là những người dân nơi đây chắc là nghĩ về nghĩa đồng bào ha các bạn, và tình quê hương. Vậy nên là giúp cho bà con ở đây thuận tiện hơn nên mới xây dựng cái cầu gỗ này. Chứ nếu Pattaya mà nghĩ về kinh tế thì thôi thua. Và các bạn đang nhìn thấy thì các bạn thấy không? Cây cầu gỗ rất là chắc chắn luôn. Và người đi xe máy phải đi an tâm đi lại. Mà lại còn có thành cầu nữa này. Mà thành cầu cũng làm bằng gỗ luôn nha các bạn. Đó. Thật sự là Pattaya muốn được một cái trải nghiệm mà đi lên trên cây cầu này này. Rồi cái đi xe máy lên trên cây cầu này thì tuyệt vời biết bao ha. Hơn như bây giờ mình không có xe máy, mình phải đi bộ đó. Mình đi bộ một đoạn thôi các bạn. Quá đã luôn. Trời ơi, chỗ này mát lắm các bạn. Nếu mà bây giờ là đang là buổi chiều thì chắc là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn rất là nhiều. Khi mà Pattaya ra đây á. Tại vì sao? Tại vì gió nó mát, nhưng mà trời nó nắng thì Pattaya sẽ bị cháy da. Nhưng không sao. Tất cả là vì review cho các bạn. Vì các bạn hết. Tất cả là vì cái tình cảm mà các bạn đã dành cho Pattaya. Nên là Pattaya chơi luôn, chơi tắt luôn. Đi ra ngoài nắng luôn, không sợ cháy da gì hết. Và Pattaya đang đi trên cây cầu gỗ đây. Đó, hãy nhìn chiếc xe này đi nha. Đó, hòa là đi không? Đi trên đây mà tốc độ khoảng 40 km/h luôn. Dã man. Đó, các bạn nhìn coi xe máy có thể chạy một cách nào thoải mái trên chiếc cầu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến ra thêm một đoạn nữa ha các bạn. Đứng ở đây thì Pattaya đang... Đây là dòng sông. Pattaya không biết tên sông này nha. Sorry các bạn một chút xíu. Nhưng các bạn hãy coi đây là một cái khúc sông rất là lớn. Nó phải đến 500-600 mét. Và cây cầu này nó dài 600 mét. Hoàn toàn bằng các loại gỗ này. Này, cái này có tre này. Cái này là gỗ tấm này. Đây gỗ tấm này các bạn này. Đó. Và tất cả được ghép lại bằng đinh. Này, đinh này các bạn này. Đó. Và
Nếu mà nói về công thì chắc là không biết là mấy anh xây dựng cái cây cầu này là trong bao lâu, nhưng mà chắc là rất là kỳ công. Và có thể nói đây là một kỳ tích của người dân. Đây. Đó, à, những người dân vẫn thường xuyên. Các bạn thấy không, từ nãy giờ đến đây thôi hàng trăm lượt xe đi qua lại rồi, nhiều lắm, quá trời luôn các bạn. Và nếu mà nói, Pata đang nói tiếp đó là cái câu chuyện mà làm cái cây cầu này, thì Pata thấy rằng là đây có lẽ là một cái kỳ tích các bạn. Vì chỉ bằng hai đôi bàn tay thôi và một cái búa và những cái thanh gỗ này mà mọi người đã thực hiện được một cái cây cầu chắc chắn như thế này, vượt qua sông và xe máy có thể đi thoải mái luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới này, là đây là cái cây, các bạn coi cái này này. Đó là một cái cây bạch đàn. Cái này là cây bạch đàn này các bạn này. Đó, và cây bạch đàn này thì được găm xuống dưới đáy sông để mà làm cái cột, giữ cho làm cái cột đó các bạn, để giữ cho những cái tấm này nó ở trên mặt. Thật sự là Pata cảm thấy rất là khâm phục luôn. Pata cảm thấy cực kỳ khâm phục nhóm anh Khoa và những người dân đã làm cái cầu này. Cây cầu gỗ này trong bao lâu anh? Một tháng rưỡi. Có một tháng rưỡi nữa là xong rồi. Giống anh vậy. Nếu mà làm một cái cây cầu mà bằng bê tông á, thì nếu mà làm một cái cây cầu mà bắc qua cái sông này cũng phải mất cả 2 năm, 1 năm rưỡi đến 2 năm để làm xong cây cầu. Vậy mà mấy ảnh chỉ làm trong vòng có 1 tháng rưỡi thôi. Trời ơi, có cái khó khăn gì khi mà làm cây cầu này không anh? Bình thường quen rồi. Quen rồi. À, rồi mỗi lần mà lũ về là nó cuốn một cái là cuốn bay luôn. Cuốn hết luôn, về đảo luôn. Cả cột lẫn ván ở trên luôn, bay hết. Bay hết, nói chung là hết như dòng sông nha. Rồi mình lại phải đóng lại. Đóng lại. Từng cái từng cái. Trời ơi, dã man vậy. Ôi khủng khiếp nhờ. Cái cầu này gây cho bà ta một cái ấn tượng rất là lớn. Cái ấn tượng thứ nhất là bởi vì đây là một cái cây cầu dài đến 600m mà hoàn toàn bằng gỗ. Thứ hai là bởi vì cái khung cảnh mà nó mang lại quá đẹp, không có gì phải chê cả.
Và cái điều tiếp theo nữa mà nó làm cho bà ta phải ấn tượng đó là bởi vì nó làm hoàn toàn bằng chỉ vài bằng bàn tay của những người dân ở tại nơi đây. Và cuối cùng đó là ấn tượng vì tấm lòng cái đẹp, tấm lòng đẹp của những người đã làm lên cái cầu này để giúp cho bà con đi lại một cách thuận tiện hơn với một cái chi phí quá rẻ luôn. Và đến đây thì bà ta xin phép được dừng cái hành trình này ở tại đây nhé các bạn. Và nếu các bạn có đến với Phú Yên thì các bạn hãy đến với cầu Ông Cọp, một cái cầu rất là tuyệt vời, một cái cầu bằng gỗ dài, và đây là một cái địa điểm mà không thể không đến một khi đến với Phú Yên các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Bye bye. Đấy, em chào anh Khoa nhá. Thôi em chào anh nha. Hẹn gặp lại anh.